122 nữ mạng không được tốt cho lắm, bị thái tuế chiếu mệnh, tuổi Dần gặp năm Dần là năm tuổi, tức là phạm thái tuế, bạn sẽ có cuộc sống khó khăn, trắc trở hơn trong năm nay. Không những vậy, do nhiều sao hung tinh vây hãm, cho nên dù muốn ổn định cũng khó mà được. Trong đó, sao Kiếm Phong sẽ giáng một đòn mạnh vào tài vận của bạn, sao Hoàng Thiên Phi Đầu sẽ quấy nhiễu không cho sự nghiệp phát triển. Còn về phần tình cảm, dù không bị hung tinh chiếu mệnh, nhưng dù sao cũng rất khó có được an bình. Về mặt sức khỏe thì có phục thi, nhăm nhe tạo ra thương tổn, vì thế mà tuổi Dần năm nay sẽ gặp khá nhiều tai nạn và cần phải nâng cao cảnh giác để tránh gian nguy. Trong năm 2022, bạn có thể đeo thêm các loại bùa cầu an, mặc quần áo đeo phụ kiện màu đỏ để trừ tà hộ thân, trợ vận cát tường, phấn chấn tâm tình, hóa giải sát khí. Đặc biệt, quý gia chủ tuổi Giáp Dần cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để cho vận trình của năm luôn được may mắn và bình an. Thái tuế năm 2022, năm Nhâm Dần là do Hạ Ngạc Đại Tướng Quân cai quản. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm. Vậy nên những tuổi bị phạm thái tuế sẽ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải, nhất là với tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Sự nghiệp đánh giá 3 sao. Vận sự nghiệp năm 2022 của con giáp này tương đối xuống dốc bởi vì Hoàng Phiên và Thái Tuế gây cản trở, đặc biệt dễ rơi vào giai đoạn bế tắc sự nghiệp trong năm nay. Không những vậy, vận thế công việc của bạn trong năm cũng tương đối kém. Về cơ bản là khó tập trung làm việc, dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh, dẫn đến mắc phải nhiều sai sót, phiền phức trong công việc. Bạn có thể đầu tư vào những vật phẩm phong thủy hợp với tuổi mình trong năm nay. Có thể tham khảo thêm tại phong thủy tuổi Dần năm 2022. Tài vận đánh giá 2 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 nữ mạng cho biết đường tài lộc của những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm nay cũng rất tệ. Sự can thiệp và ảnh hưởng của Kiếm Phong khiến cho bản mệnh thêm hao tài tốn của. Đặc biệt là về đầu tư tài chính, vận may vô cùng u ám, dễ bị thất thoát trong quản lý tài chính, cho nên tuổi Dần không nên đụng đến các sản phẩm tài chính trong năm nay. Nếu thiếu thốn kinh nghiệm hoặc xuất hiện các tai nạn bất ngờ, sẽ khiến cho bạn gặp nhiều nguy cơ khủng hoảng nặng nề. Vậy nên quý vị hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần che chở hộ mệnh, giúp cho cuộc sống trở nên may mắn và bình an. Pháp khí được sử dụng những pháp chú của nhà Phật như Lục Tự, Đại Minh Chú và Chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đây chính là hai thần chú giúp tiêu trừ nghiệp lực, tịnh thân, gia trì công đức và thâu thu tài lộc cho những gia chủ tuổi Giáp Dần. Tình cảm đánh giá 3 sao. Năm nay tuổi Giáp Dần 48 tuổi, có mối quan hệ xã giao của những người này không mấy lý tưởng, bị hung tinh phi đầu quấy nhiễu, hình tượng của người này trong mắt người khác bị suy giảm nghiêm trọng. Có thể do cách ăn mặc lôi thôi, đầu tóc không cắt, trạng thái uể oải chán nản khiến cho người khác nhìn thấy rất phản cảm. Hơn nữa, bạn luôn khoác lên mình vẻ ngoài xấu tính và cay nghiệt trong cuộc sống. Điều này sẽ khiến cho mọi người có nhiều nhận xét tiêu cực không hay về bạn. Kết quả là hình ảnh của Giáp Dần trở nên rất tồi tệ. Thậm chí, một số bạn bè từng chơi thân với họ trong quá khứ cũng dần xa lánh họ. Sức khỏe đánh giá 2 sao. Vận trình sức khỏe của người sinh năm 1974 cũng khá gập ghềnh, bị ảnh hưởng bởi thái tuế và sự vây hãm của nhiều hung tinh. Con giáp 48 tuổi sẽ có thể trạng sa sút, sức đề kháng kém hẳn trong năm nay. Bạn không chỉ phải gánh chịu những đau đớn do nhiều bệnh tật gây ra, mà về mặt tinh thần cũng trải qua lắm dày vò. Một số tuổi Dần trong năm nay cũng vì có sao phục thi, có nghĩa là phục kích, mà sẽ gặp một số nguy hiểm ngoài ý muốn, gây ra họa huyết quang, tổn thương thân thể. Vì vậy, những chú hổ càng phải chú ý đến sự an toàn của bản thân trong năm tuổi này, kẻo dẫn đến rước họa vào thân. Hãy dùng thêm các vật trang trí mang đến điềm lành, đặt trong xe, có ý nghĩa cầu cho cả năm an khang thịnh vượng, ra đường bình an và may mắn. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Giáp Dần hãy nhớ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Đây chính là pháp khí được chế tác dựa trên bộ tam hợp quý nhân của người tuổi Dần. Khi mang vật phẩm bên mình, sẽ chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, từ đó hòa hợp trong các mối quan hệ trong công việc, gia đình và cuộc sống.
giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo đến với gia chủ tuổi Giáp Dần. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng trong năm 2022 của tuổi này được tính theo 24 tiết khí, cụ thể như sau. Tháng 1, đánh giá 4 sao. Vào tháng riêng âm lịch, vận trình tài lộc của Giáp Dần không được tươi sáng. Dù đây là khoảng thời gian diễn ra Tết Nguyên đán, không khí náo nhiệt vui mừng. Nhưng do phạm năm tuổi cho nên bạn vừa không chỉ đón nhận nhiều niềm vui mà còn không may gặp vận rủi, khiến cho bản thân lâm vào thế chật vật khó khăn. Cho nên tuổi Dần cần phải lưu ý sự ảnh hưởng của các hung tinh và thái tuế, đồng thời thực hiện các giải pháp khai vận bằng phong thủy cho mình. Tháng 2, đánh giá 2 sao. Vận trình sức khỏe của bạn trong tháng 2 tương đối sa sút, bị sao hung tinh chiếu mệnh, cho nên những con giáp này rất dễ gặp phải tai nạn. Thường là những chấn thương do tai nạn, không thể giải thích được, thậm chí đi trên đường cũng gặp đủ những chuyện trời ơi đất hỡi. Vì vậy Giáp Dần cần phải nâng cao cảnh giác để tránh những mối nguy hiểm bất ngờ gây nên thương tích chảy máu. Tháng 3, đánh giá 2 sao. Tình hình quan hệ xã giao của người sinh năm 1974 không mấy lạc quan. Do sao phi đầu ảnh hưởng cho nên bạn không mấy quan tâm đến hình ảnh cá nhân của mình, không chỉ dáng vẻ bề ngoài lôi thôi rườm rà mà tinh thần cũng rất uể oải tiêu cực. Những người xung quanh bạn dễ tạo ra bất hòa, còn quan hệ xã giao cũng bị tuột dốc, dễ mất đi những quý nhân trong thời gian này. Vì vậy, những người tuổi Dần nên học cách thay đổi trạng thái của mình trong tháng này, chăm sóc hình tượng bằng cách đầu tư quần áo và thay đổi cách ăn mặc. Điều này sẽ không chỉ làm tiêu tan sức mạnh của phi đầu mà còn giúp bạn dễ ghi điểm trong mắt mọi người, nhờ đó gặp được không ít người tốt và thậm chí có thể là quý nhân của bạn sau này. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, năm 2022 nữ mạng dự báo, sang tháng này vẫn chưa có khởi sắc, tinh thần của người tuổi Dần dường như rất suy kém. Do phạm thái tuế, lại thêm vận khí tử tiết thanh minh, cảm xúc của bạn lúc lên lúc xuống, bấp bênh, chìm nổi. Cũng vì vậy mà trong công việc bạn khó yên lòng, nhìn người nào sự việc nào cũng cảm thấy bi quan, điều đó sẽ thu hút vận xấu đến và quấy nhiễu bạn. Vì thế, tuổi Dần cần phải điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, tâm tính của mình, đừng vì yếu tinh thần mà bỏ cuộc vội vàng. Tháng 5, đánh giá 2 sao. Vận trình tài lộc trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 không mấy suôn sẻ, bị sao hung tinh chiếu mệnh, cho nên tháng này các chú hổ sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền bạc. Ngoài việc chi trả các khoản sinh hoạt, bạn còn gặp nhiều vấn đề rủi ro, cho nên phải bỏ tiền ra để dàn xếp lo toan. Tháng này, tài vận không hanh thông, Giáp Dần cần phải có sự chuẩn bị từ sớm bằng cách tiết kiệm, hạn chế chi tiêu, đồng thời cũng phải cố gắng kiếm tiền, làm thêm các công việc phụ để có thêm nguồn thu nhập. Điều này cũng giúp hóa giải bớt ảnh hưởng của hung tinh. Tháng 6, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nhìn chung ở mức trung bình. Dù rằng phạm năm thái tuế, nhưng chuyện tình cảm không bị hung tinh ngáng đường về mặt này, cho nên nhìn chung cũng khá thuận lợi. Đặc biệt, vào tháng 6 âm lịch, tuy rằng chuyện tình cảm không có tiến triển lớn, nhưng cũng khá êm đềm, tình cảm vợ chồng khăng khít, như vậy cũng được xem là khá khả quan. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 nữ mạng, nhận thấy mặt quan hệ xã giao của người tuổi Giáp Dần trong tháng 7 tương đối lạc quan. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn phúc lộc, vận khí của những chú hổ trong tháng này tăng vọt, bạn may mắn gặp được rất nhiều quý nhân trong cuộc sống. Mạng lưới xã giao được mở rộng, bạn sẽ được những người kiệt xuất tương trợ cho, cơ hội trong công việc và tài vận đến càng nhiều. Bạn cũng nên tranh thủ mối quan hệ hoặc ôn lại tình nghĩa với bạn bè cũ. Tháng 8, đánh giá 2 sao. Sự phát triển sự nghiệp của người 48 tuổi trong tháng này rất khó khăn, bị sao hoàng phiên chiếu mệnh và thái tuế, vận trình công việc trở nên sa sút. Bạn không những thường xuyên mắc sai lầm, sơ hở trong công việc mà còn dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Vì vậy, người sinh năm 1974 chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Tử vi số khuyên bạn cần làm việc chăm chỉ hơn nữa và nghiêm túc trong công việc. Về mặt tinh thần thì nên vững tâm, đừng để cho ngoại cảnh ảnh hưởng quá nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hòa thuận với đồng nghiệp để công việc chung tiến triển thuận lợi hơn. Tháng 9, đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc vào tháng 9 âm ở mức trung bình. Trong nửa đầu năm, bạn bị thái tuế và hung tinh quấy phá, cho nên vận thế mọi mặt đều xuống dốc.
Cũng may người này có ý chí mạnh mẽ, nỗ lực hết mình nên đến thời điểm này có thể cứu vãn tình hình kịp thời. Nhờ có cát tinh phúc lộc mà vận trình sẽ trở lại vững vàng, thuận lợi hơn, ít bị cản trở. Tháng 10, đánh giá 5 sao. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, năm 2022 nữ mạng cho biết, trong tháng 10 năm 2022, vận may về sức khỏe của những người tuổi Dần có phần cải thiện. Tuy năm nay Thái Tuế và các sao hung tinh can thiệp sâu, khiến cho bạn gặp nhiều nguy hiểm, nhưng may mắn thay, người tuổi này luôn đáp lại bằng một thái độ tích cực và lạc quan. Bạn cũng có thể siêng năng tập thể dục và rèn luyện, phát triển cho mình một lối sống khoa học, lành mạnh. Vì vậy, Giáp Dần trong năm nay sẽ dần cải thiện được vóc dáng cũng như là tinh thần trở nên thoải mái, vui tươi hơn. Tháng 11, đánh giá 5 sao. Vận trình công việc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng này khá tốt. Trong tháng 11, dù là cuối năm bạn có khá nhiều việc được giao, nhưng nhờ có kinh nghiệm làm việc phong phú, bạn sẽ giải quyết được công việc của mình một cách tuần tự và gọn gẽ, cho nên lượng công việc dù nhiều đến mấy thì cũng giải quyết xong xuôi. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tuổi này còn có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty, vì thế mà sự nghiệp có thể nhờ gió đổi chiều, có cơ hội được tiến lên một bước mới. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có thể trở nên hơi bận rộn và mệt mỏi trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, những con giáp sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm, đặc biệt là việc trong gia đình cũng rất nhiều, cộng thêm cả chuẩn bị chu đáo cho một năm mới sắp đến. Vì vậy, tử vi số khuyên bạn cần phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để cho bản thân quá mệt mỏi và căng thẳng. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới, năm 2022 Nhâm Dần và từ đó sẽ có những bước đi vững vàng, có những kế hoạch xác đáng hơn. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh đành phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi.